những gương mặt nhà vô địch đã lộ diện. Và họ đều đã sẵn sàng để tham gia cuộc đua tài tiếp theo của những người xuất sắc nhất. Những cung đường mới, những thử thách mới đang chờ đón họ chinh phục. Tinh quái hơn, độc đáo hơn, hài hước hơn, hấp dẫn hơn, và chắc chắn sẽ căng thẳng gay cấn hơn. Ai sẽ vượt qua và chiến thắng trong cuộc đua của những nhà vô địch? Tất cả còn là ẩn số. Cặp đua đầu tiên đã lộ diện, hai cô gái cùng những người bạn đồng hành hoàn toàn mới. Ai sẽ vượt qua chính mình và tiếp tục giành chiến thắng? Hãy đón xem bạn đường hợp ý cuộc đua của những nhà vô địch mùa thứ hai. Manong, do you like to go shopping? Yes. Would you like to go shopping without having any money? That's a good question. Okay, my wife, would you like to go shopping without having to pay? I wish. Okay, so maybe your wish will come true. Hai thành viên nữ sẽ được biết 5 món đồ do chương trình chỉ định. Sau đó, thành viên nữ sẽ miêu tả thông qua bộ đàm để bạn đồng hành của mình đi tìm 5 món đồ đó và mang về đích trong thời gian quy định 20 phút. Hết thời gian quy định, mỗi món đồ mang về chính xác đội chơi sẽ có được 2 điểm. Bây giờ Thanh Thức, Karik hãy đợi ở đây. Còn Adi, mày quên, mày nông đi vào nhé. Dạ. Xin mời. Hai. Dừng lại. Một bạn cái này, một bạn cái này. Take a photo of all of it, but he has to bring this shirt. Không biết chụp cái gì đây, miêu tả làm sao đâu, không biết là có biết miêu tả bằng tiếng Việt cho mình nghe hay không. Mày quên, cái này. Mày quên. Ê. Mày quên. Mày nông, Thành Thức, Karik, mày quên. Chúc các bạn thành công. 20 phút của các bạn chính thức bắt đầu. Đi tay. Đi bên phải có cái người mẫu cho nắm mềm là quần áo nắm áo tương màu xanh màu trắng mềm màu đỏ có màu đen luôn. Nó là áo t-shirt hay là áo sơ mi đúng rồi. Shop tên là Milvis và có là hao màu vàng. Shop tên gì Shop tên Milvis. Milvis. Shop thể thao hả? Milvis. That's right. Là gì? Áo gì? Cái đó là Smith màu đỏ, màu đen. Có cái màu xanh nữa, có 3 màu. Có 3 màu với không biết có cái áo tuấn màu cam. Với áo tuấn màu xanh, màu trắng và Smith màu đen, màu đỏ và màu xanh. Có cái quần màu đen, màu xanh, dâm đen. Thấy được không? Màu vàng tay ngắn đúng không? Yellow tee, right? Yellow t-shirt and there is another t-shirt with this one. Yellow t-shirt and what? There is the t-shirt yellow and t-shirt red. Yellow t-shirt or anything else? Go front of the shop, just front of the shop. Huh? What the heck? Tommy. Do you see Tommy? Well, what color? Màu đỏ. Red Tommy, right? Yeah, kind of red Tommy. Áo màu yellow. And the jean is blue. Thấy một chỗ áo thun màu đen, màu đỏ, màu trắng thì... Đúng rồi là cái đó. Đúng rồi, cái đó là Tommy nè. Màu gì, lấy cái màu gì? Là có áo tương, màu cam, đúng không? Màu cam. Alo, không có sao. Bây giờ đi lấy một áo cho con gái có bầu. Áo bầu ở đâu ta? Alo. Áo bầu ở đâu? I have a red semi and a yellow t-shirt. Anything else? You only take the somi. Repeat again. Only take the somi.
Yes, take it, take it. Trời ơi, không phải, không phải, không phải, quay lại. Quay lại cơ sở. Không phải. Quay lại. Thì áo màu gì? Màu hôn là áo hoạt. Và có cái áo trúng màu trắng. Mà anh có lấy cái áo hoạt màu hôn. Màu hồng phải không? Đúng rồi, mà cái áo tung là màu trắng mà anh lấy cái áo khoác màu hồng. Có không? Lấy cái áo bầu màu hồng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng color. Okay. Đó là cái quần áo bầu. Wi-Fi và shop tên là Milbus. Ok, đúng rồi. Give back the t-shirt is wrong. Cái đám màu trắng. Cái là màu trắng màu trắng với flower, màu hồng, màu đen. Màu xanh, màu hồng, màu đen, màu vàng phải không? Không, cái đầm màu trắng có màu đen và màu hồng. Màu đen, màu hồng. Ok, xong rồi, tiếp theo món gì nữa? Cái đó là cái người màu có đầm màu trắng với flower, màu đen. Ok, I'm finished. So now you look at front of the shop. Yeah, I'm in the building already. Go front of the shop, not going inside. Okay, go another shop. Beya, di tang. And shop tên là Scarlett. 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 And Scarlett. There is a woman with a baby. The Scarlett shop, right? Yes. T-shirt, orange. Pink color. I'm selling the baby. And the t-shirt is with the woman have the baby. Not any t-shirt here. You don't go in the shop. You go front of the shop. T-shirt, Mao Cam. The orange underwear for woman. It's not underwear. It's not underwear. It's a t-shirt. 12 phút nữa. Có cái nón màu hồng và màu cam. Lấy cái nón màu hồng hoặc là màu cam hả? Không. Cái đó là cái nón. Màu hồng và màu cam. À, cái màu hồng, lấy cái màu hồng với cái màu kem, có màu kem phải không? Đúng rồi, mà có cái nồ màu kem và màu hồng. Ok, xong luôn rồi, tiếp món tiếp theo. Quick color. Màu cam. Màu cam. And the woman have a baby. Baby, what does it mean, baby? The woman is pregnant. Woman có thai. Already they have any flower on the shirt? There is a little white on the shirt. A little white. Little white. And only orange and a little white. And there is on the back is white. It is dress or the shirt? It's a shirt. And the woman will have a big balloon. Cold eye mask. Có cái valise, anh biết valise không? Là cái bag valise màu hồng, giống màu trắng nè. Cho lấy xong bay biết không? Valise. Valise. Cái vali đúng không? Valise đúng rồi, cho lấy xong bay biết không? Thấy vali rồi nhưng mà sẽ lấy cái vali màu gì? Màu hồng mà giống màu trắng. Màu hai có hai cái màu hồng, hồng đậm hay là hồng lợt? Đúng rồi, là có ai màu hồng mà lấy cái light color, light not dark, not pink dark, you take pink light, valise pink light. Speak again. Tell me another shop. Okay, other shop. Andy Tang và Wechai, Wi-Fi. Shop tên là Ame. Không thấy. Trời ơi. Ame. Ame. Anh không thấy. Không, trời ơi. Ok, đi tăng luôn và quê trai. Ok, bây giờ đi tăng trước. Ame. À. Anh có. Rồi bây giờ sẽ tổng kết lại món đầu tiên là món gì nè? Anh lấy cái xe mít nằm chứ. Cái gì ta, sơ mi nam hả? Sơ mi nam. Chưa có lấy được cái sơ mi nam, không hiểu được cái sơ mi nam màu gì. Trời ơi, cái camis màu đen, có màu đỏ, có màu xanh. Shop tên gì, đọc đánh vần lại thôi. Tên là Amo. Rồi, thấy rồi. Ok. And you know address màu tím. Purple, right? Yeah. Purple dress, take it now.
purple dress? Đúng rồi, take it. Only red? Purple dress with on the woman, okay? Okay, okay. 5 phút nữa. Được là 7. Được là 7. Sơ mi đen, đỏ, xanh. Đen, đỏ, xanh. À, ngắn tay hay là dài tay? Có áo tún người màu này, có áo tún và giờ ba cài áo tún màu cam, áo tún màu xanh và có cái sơ mi rồi. Anh không có lấy cái áo tún, anh lấy cái sơ mi với ông. Màu gì ta mà không hiểu được cô nói cái màu gì, kéo sơ mi đứa coi. Anh bây giờ quay lại và đi tăng trực tiếp shop. Orange hat. The Fiora head, right? Yeah, I see it. Take it now. You go another shop. Please, very fast. Bafuk nữa. Một chút màu trắng và màu vàng. Cho Miss Nine có nhiều máu. Có tiền. Xanh đen, đỏ. Xanh đen đỏ. Có sọc màu vàng phải không? Có cái áo nữa, có bao màu cam à. Ok, thấy rồi. Dạ, cho em hỏi cho mấy có cái váy nào màu tím không? Cái này là áo thôi. Có cái những cái nào màu tím? Ok, thank you. Okay, so now show me a net. Luggage. The luggage. You get it? The luggage. I saw it. The blue one. The mini luggage, right? The yellow, blue and gray. You get the blue one, okay? Near green and right. 3 phút nữa thôi. Anything else? Okay, you go back the shop. Now, go same Adidas and you run so fast. Adidas shop? No. Wait. Đi tăng bây giờ. Đi tăng. Em có cái quần màu đen cho con gái có bầu. Xem sơ mi màu cam với màu trắng. Anh lấy cái đó đi, nhanh. Con gái có bầu. Màu cam. Sơ mi giờ, xem sơ mi giờ. Anh thấy chỗ bà bầu rồi nè, mà không biết lấy cái màu gì nè. Màu cam hả? Orange. Màu cam kế bên màu xanh phải không? Màu cam. Là lấy cái màu cam kế bên cái màu xanh phải không? Có cái quần màu đen, mà cái áo màu cam với màu trắng. Nhanh đi, trời, có một phút. Màu cam với màu trắng. Đúng cái này rồi, thì phải bỏ một cái. Còn cái 2 phút rưỡi nữa. Mà hai cô gái nói dối, bảo là 1 phút thôi. Milvus, anh đi trước ở shop, không phải đi inside the shop. Màu vàng, hào màu vàng và sơ mi. Sơ mi màu gì? Sơ mi, oh my god. Xem the cameraman. You see the cameraman? Có cái quần màu đen. Mà có cái áo màu cam với màu trắng cho con gái của bà bao, anh lấy cái áo màu cam với màu trắng. Ok, xong rồi. Đủ món chưa ta? Là có cái đàn màu đen và màu hồng ở trong một người màu luôn. Mà cái đó là cái áo, cái đàn không có bà bao. Thấy được không? 50 giây. Oh my god, okay, come back, okay? Màu vàng và sơ mi. You only take sơ mi. Don't tell him, okay? 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Thành thức, khó không? Sorry. Không cần bỏ đàm nữa. Diễn tả bằng lời nói mà lấy cái vật này, mình trong đây là vô số những cái mẫu đồ gì luôn. Mình nói một mẫu sao biết đường mà tìm thì cứ nhắm hướng đại, nhìn nó giống rồi cứ lấy đại thôi chứ không thể nào mà biết. Thành thức nghĩ là mình đã đoán đúng mấy cái? Chắc khoảng 3 cái à. Đúng hết không? Hả? Đúng hết không? Dạ.
Bây giờ mình kiểm tra món đầu tiên của đội thánh thức. Mày quên áo này à? Yes. Có. Yeah. Now. Very good. Curry, ra đi xem cái áo sơ mi. This one. This one. Quá đúng luôn. 50 giây. Oh my god, I can't come back. Don't tell him, okay? You don't take t-shirt, okay? You take it for me. Hey, this one very hard. Yeah. Màu cam. Màu cam với màu trắng. Thì đúng cái này rồi. Thì tôi phải bỏ một cái đầm hồng lại. Chụp mắt đây nha. Oh baby, oh baby. Oh baby. Oh baby. Oh baby. Oh baby. No, baby. No, Cara. No, không phải. Sorry. Là... tell you, our baby. Hey, một món là không đúng. Bây giờ kiểm tra cái này à? Váy à? Nói chung là cái váy nó cũng hơi rong rong một chút, nhưng mà không phải. Dám. Màu đỏ, màu đen, màu trắng. Màu xanh, màu hồng, màu đen, màu vàng phải không? Không. Cái đầm màu trắng, có màu đen và màu hồng. Màu đen, màu hồng. Bây giờ, this dress. Đúng rồi đó. Yeah. Đúng rồi đó. Nào. This one you find easy. Thành thức. Chúc mừng bạn đã đúng, tìm được đúng. Đúng rồi. Vali màu hồng. Còn vali của Karik là cũng rất chuẩn. Oh yeah. Là vali màu xanh da trời. Thật là được 3 món. Còn món cuối cùng mà khiến trở thành thức thành boy đẹp trai nhất thế giới rồi. Ở ngoài đẹp hơn, nhưng mà cũng đúng. Đúng không? Đúng đó. Đây, nhá. Đây. Mũ này. À ha. Có cái hoa. Karik, chúc mừng. Cuối cùng là Karik về My Wayne được 4 món. What was the most difficult thing about this task for you? Maybe to speak in Vietnamese, but yeah. I was okay. Sometimes it is difficult. Nói bình thường còn nghe khó mà khi mà nói qua một đàm nữa thì chỉ đoán theo cái cảm tính thôi chứ cô không có rõ được là cái món đó là gì. Thì nghe đoán mò thì lấy lại. My Wayne, what was the biggest difficulty for you? Khi em nói là đi wifi và anh đi là wifi trai. After there is no way I can recognize, you can see I have some difficulty. Okay, Karik nghĩ là Karik quen nói tiếng Anh thì ok thôi, nhưng mà cái bộ đàm nó nghe tiếng Anh nó rất là khó. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn nằm ở trong đây. Trong thời gian 30 phút, hai đội chơi sẽ phải đi tìm những mật thư của chương trình và thực hiện những chỉ dẫn và yêu cầu trong đó. Một đội mật thư chẵn, một đội mật thư lẻ. Trong thời gian quy định, mỗi mật thư tìm được, đội chơi sẽ được 2 điểm. Hoàn thành xong yêu cầu trong mật thư cuối cùng, đội chơi sẽ được thêm 2 điểm. Thời gian của các bạn 3, 2, 1, bắt đầu! Một người đàn ông có dấu hiệu nhận biết sau đây, cậu đang giữ mật thư của bạn, tuổi từ 20 tới 40, đang mặc đồng phục, có mang tên trên người, logo, bạn được hợp ý. Trên người có con số mà 4 chữ số cuối là đang ở tầng 2, security tầng. Cho hỏi ở đây chỗ nào bán đồ mà giá cả như nhau? Đang mặc đồng phục chứ, bảo vệ security. Có cái đây là cái mã số của bảo vệ nè, 4087. Anh cho em hỏi chỗ nào bán cửa hàng đồng giá Asogaban gì ạ? Anh trên người anh có logo của bạn được hợp ý không vậy? Logo gì ạ? À? Không có hả? Sorry. Anh trên người anh có logo của bạn được hợp ý không vậy? À, cho em coi mã số ra được không? Cái này là 40, 47, security ở đó. No. Không phải. Ra bàn shop. Fish is, but it's not a fish. Girl is riding a... Tell me.
The man have a 20 or 40 years old. Madam Phúc. Logo. Logo B. Asher. Logo B. T. What does it mean? Hello anh. Xin lỗi YouTube. Anh tên trên người anh có mã số bản đường hợp ý không vậy? Dạ. Ở đây có bảo vệ không anh? Bảo vệ. À, bảo vệ đâu? Đâu anh đứng đâu vậy? Bảo vệ đâu vậy? Dạ, cảm ơn. Em ơi, cho anh hỏi cái em biết ở gần đây có người nào mà đồng phục ở đi vòng vòng đây có cái bộ bảo hiểm logo BDHI không? Dạ. Được không? Ok, anh. Chào anh. Anh có mã số anh là số mấy vậy? 654. Ủa, 4087 là ở đâu ta? 4087. Ok, cảm ơn. Hello anh mã số của anh là mấy? 4087, ok. Anh lên bằng được hợp lý đúng không? Rồi anh cho em xin cái bằng thư tiếp theo của anh. Đúng rồi nè, 4087, yes. Chẳng hay lẽ à? À, chẳng. Ok. Được rồi. Tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo. Ở nơi mà về cơ bản mọi thứ đều có giá cả như nhau. Hàng đồng giá. Mật thư đặt trước tại nơi có con cá mà không phải là cá. Hàng đồng giá đâu chị? Anh đây là hàng đồng giá không vậy? Mật thư được đặt ở tại nơi mà có con cá mà không phải là con cá. Run, it's just there. Hey, gì vậy? Anh ơi, anh biết gần đây có người nè, đàn ông nào mà gần 2 tuổi, 10-30 tuổi. Mà trên người hôm nay có logo BDHI. Mai số 4087 ở tầng 2 không? 4087, yes. Trời ơi. Rồi anh. Anh cho em xin cái mật thư. Chẳng hả mẹ? Lẹ. Nói nhắn và nè, tầng 2. Hey, what it? What the paper say? Play the Doraemon. The what? Doraemon. You know Doraemon Nobita? I know. Tìm cái gì mà con chỗ mật thư nó được để ngay chỗ con cá mà không phải là cá. Con cá mà không phải là cá, xong là không phải là cá mà là cái gì? Là cái đó nè. Tìm là cá nè. Nhưng mà tìm cái mật thư nó để đâu? Rồi thì có mật thư không? Con cá mà không phải là cá. Cá là sao? Cá mà không phải là cá. Cái con cá nhựa. Cái con cá đồ chơi. Chú tìm cái con cá đồ chơi. Con cá. Doraemon. The second floor. It's this floor. Maybe this. Đồ chơi con nít nè. Có con cá mà không phải là cá. Nè. Nó cái vợt mà. Nhưng mà cái mật thư để đâu mình phải tìm cái mật thư. Tìm cái mật thư giống vậy. Trời ơi, Doraemon ở đâu? Doraemon. Doraemon hả? Dạ. Yeah. Tầng chết. Tầng à. Tầng chết. Ở đây hả? Tầng dưới thôi. Ok. Anh ơi. Eric. Em ơi. It's not the right. Mình có bán cái quần áo là cái có gì cái hình con Doraemon không? Down. In this wall. Đây là food court. Are you sure? Thì cái banh mà nó phải con cá đâu. Con cá mà không phải là cá. Hey. Yes. Hey. Đâu? Nè, yeah, có mật thư tiếp theo rồi. Ở đâu? Như đây. Nơi nhân vật này đang ở tầng 2 của trung tâm thương mại. À đây. À còn nữa nè, thương mại và tìm Doraemon. Doraemon. Tôi chỗ nào cũng biết gần đây chỗ nào bán đồ chơi á. Nơi nhân vật này đang ở tầng 2 của trung tâm thương mại và tìm món Doraemon. À, khu vui chơi trẻ em. Nó mới có Doraemon. Doraemon. What? Anh ơi, đây có Doraemon. Yes.
Đấy, this Doraemon nè. Số lẻ. Số bảy hả? Họ tìm món Doraemon. Không có, hết rồi. Ok. Yeah. Mình sẽ tìm cái này, lấy cái này nè. Đâu. Ok. Yes. Put it together. Chú mấy giờ? Hãy ghép các chữ và hình ảnh bạn có để giải yêu cầu của nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ này nhanh nhất có thể tại tầng trệt. 50.000. Cái gì ta? Tìm nhớ muốn đồ ăn. Tìm món ăn yêu thích là và Doraemon. Anh hiểu không? Là Doraemon ít giờ và Hello. Where we go? Tell me. Where we go? Đi đâu? Doraemon food. Doraemon thích ăn gì? Thích ăn bánh. Doraemon thích ăn gì ta? Đi coi. Doraemon thích ăn gì? Bánh tráng hả? Bánh tráng hả? Bánh tráng. Rồi ok. Bánh tráng. Bánh ráng. Bánh tráng. Ok, xuống tầng trệt. Yes, let's go. Tầng trệt. Ok, đi. Thôi, đi. Em cho anh hỏi em biết gần đây sao bán bánh tráng, bánh tráng đưa đồ mòn không? Anh biết bánh tráng bán đâu không vậy? Anh biết bánh tráng là... Ráng, bánh tráng. Đúng rồi. Thẳng bên kia luôn hả? Oh sis. Hai cái này 50.000 thôi. This is it. Ok. Trời ơi. Yes. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chúng ta sẽ ăn bánh. Năm nào anh cho không? Tôi bảy đâu. Thực hiện nhiệm vụ nhanh nhất. Nào. Nào lên. Coi. Ăn xong mới hoàn thành nhiệm vụ. Ăn ngay lên. Hey, rất tiếc vì cái bạn đã ăn bánh. Bởi vì cái bạn đã mất 3 chữ, thế là 2 chữ. Thế là đầy đủ, câu đầy đủ là tìm món Doraemon yêu thích và không được ăn. Không. Đã ăn không có điểm. Ủa, đã tìm được 3 mặt thứ hết rồi mà. Mà vẫn không có chuyện đó. Oh no, đã đi. Tại sao? Mà anh kêu muốn ăn rồi. Ở trong cái bao thư còn nữa, không tìm ra được. Trời ơi. Hãy tìm món Doraemon yêu thích và đi mà ăn. Hãy tìm món mà Doraemon yêu thích và ăn đi. Yeah, ok. Yeah. Mình đã xong. Trời ơi. Chị nhân nó không làm gì hết rồi. Không đâu. Rồi, thế là cả hai đội hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng mà Karik, bạn đã tìm được mấy cái mật thư? Ba cái. Tìm được 3 mật thư, bởi vì mỗi cái là được chương trình giao, thì là được 6 điểm. Cộng với thực hiện nhiệm vụ giấu trong mức thư là thêm 2 điểm, thế là 8 điểm. Bên thành thức tìm được cũng 3 mặt thư. Ừ, thế là 6 điểm. Rồi, cũng thực hiện nhiệm vụ xong. Thế là 8 điểm. Nhưng mà Karik, vừa nãy đội của Karik và Maywen đã ăn xong bánh, sau đó tránh xa đúng không? Để mọi người tìm vòng, có con thấy hai người đứng ở ngoài tìm. Ừ. Họ đã về đây trước đội của thành thức về Mai Nông. Gần 7 phút, 8 phút. Được. Hai cái này 50.000 thôi. Yes, yes, yes. What are we doing now? Waiting for what? Don't let them look out. But now we're the first? Now we're the first? So we win or not?
Ok. Em bên trái tôi đúng không anh? Eat mine. Dạ 50. Ok. Eat. Can you eat mine? Please. No. Cannot eat. I don't want to eat mine. Trời, thấy đội này đi vô tưởng cứ tưởng là chưa có hoàn thành xong nhiệm vụ chứ cuối cùng đã xong luôn à. Bạn đã đói chưa? Rồi. Rồi. Mà ở phía sau mình là nhà hàng Nhật Bản đúng không? Karik thích ăn đồ Nhật Bản không? Thích. Okay. You like Japanese food? Okay. So now I will invite you to eat something. Okay, vào nhà hàng thôi. What do you say? Ôi, cảm ơn em rất nhiều. Thì bây giờ mấy các bạn chọn món. Ôi, chưa hết. Một đội. Ok. 200.000. Trong thời gian quy định 60 phút, với 200.000 đồng do chương trình cung cấp, hai đội chơi sẽ phải tự đi mua đồ và chế biến 5 món ăn theo yêu cầu gồm sushi chiên, da gà nướng, mề gà nướng, đậu bắp nướng, đậu que nướng. 3, 2, 1.